Tất nhiên về đẳng cấp, về mọi thứ ấy, thì đây là đại dương, còn mấy cái thằng này gọi là cùng rãnh. Tính năng là độ bền, độ ổn định của nó làm sao mà bằng những con này thôi. Đấy, con này thì anh em bỏ ra 4 củ đồng rồi đúng không? Anh em rơi một cái về là tôi không muốn ăn cơm luôn, mất cái là mặt xị luôn. Xin chào cô chú anh chị, quay trở lại kênh YouTube cửa hàng điện máy Teo. Đấy, thì video này sẽ lên lại cho mọi người về ba cái mẫu chuyên vít chân 21V và nó là dòng phân khúc rẻ nhất của cửa hàng bên em. Đấy, thân máy của nó chỉ loanh quanh tầm 550 thôi. Bao này thì em bán chắc là phải cách đây khoảng 3 tháng rồi. Trước đây thì nó có mã 173 và mã này gọi là mã 173 Plus ấy, tức là dòng cải tiến so với đời trước ấy. Đấy thì mọi người có thể xem này. Dòng này 173 thì gọi là 173 thôi nhá. Chứ nếu mà 173 original tức là 173 của Nhật ấy thì giá của nó rơi tầm khoảng 4 triệu mấy ấy. Đấy, con đấy thì giá của nó rất là cao. Hàng thì nó là hàng chính hãng mà. Đấy, thì đây cho mọi người xem nhá. Đây chính là con 173 hàng chính hãng của Nhật. Đấy, mang về thì hình như giá body của nó hơn 4 triệu mấy ấy. Con này thì là em mượn được thôi. Đấy, tất nhiên về đẳng cấp, về mọi thứ ấy, thì đây là đại dương, còn mấy cái thằng này gọi là cùng rãnh. Đấy, tại vì em bán hàng thì em cũng không có phông bạt quá hàng mình làm gì. Đấy, 550 này em nói thật em chỉ kỳ vọng nếu anh em làm cợ thợ ấy, cường độ cao ấy, mà biết giữ máy không có dính nước, không có rơi vỡ ấy, em chỉ hy vọng làm được khoảng 6 tháng đến 1 năm thôi. Đấy, cường độ là tháng anh em làm 20 ngày công, chỉ hy vọng thế thôi là quá là hời rồi. Đấy, tại vì thân này thì nhiều khi một số nơi là gọi là rẻ bằng một ngày công của anh em, thậm chí là thấp hơn một ngày công của anh em, thì để cho thấy được là cái tỷ lệ hoàn vốn của nó cũng khá là nhanh. Đấy, cái dòng này thì thực sự nhiều anh em sẽ hỏi nó chất lượng như thế nào so với mấy con Makita nhái, thì thực ra là có những lô thì em nghĩ nó như nhau, nó chỉ khác nhau cái là nó dán tem drama vào thì nó đắt hơn vài chục nghìn và nó có trách nhiệm với anh em thôi. Đấy, chứ nếu mà nó muốn bán phủi, bán cái nó xong thì nó bán rẻ hơn, và nó để tem Makita, để không tem thì nó bán rất là nhanh và rẻ hơn một chút. Nhưng mà em nghĩ mấy chục nghìn mà chúng ta mua hàng có hiệu đấy, hỏng lỗi gì, hỏng mạch, hỏng cò, gửi cho Drama, gửi cho cửa hàng bên em thì nó lấy mạch nó cò là thay cho anh em đúng không? Trường hợp mà đang hết linh kiện nó cắt mày mới ra nó thay cho anh em luôn. Đấy, cái đấy thì nó chả quan trọng gì. Đấy, tranh nhau mấy chục nghìn thì không vấn đề gì cả. Đấy, thế còn chất lượng so với mấy con Makita nhái thì em nghĩ chả hơn nhiều. Đấy, tại vì phân khúc giá nó cũng như nhau mà. Đấy, nói luôn nhá, em tính em nó không phung bạt đâu, nó thẳng để nó vào việc cho dễ. Đấy, cái phân khúc này thì rất nhiều anh em biết rồi, đó là chuyên vít chân 21V và nó là bản cải tiến nhé, tức là bản của nó là có 5 tốc. Đấy, tốc 1, tốc 2 và tốc 3, tốc 4 này. Nó hơi nhiều tính năng tí cho nên là em nói về sử dụng nhá. Bên trái này thì nó là về chỉnh tốc này. Tốc 1 này, 2, 3, 4 và 5. Tốc của nó khá là đều đấy, tốc nó đều này. Ví dụ tốc 5 của nó đây. Đấy. 3.000, 3.000, rất nhanh. Và tốc 1 của nó đây. Nó khoảng 1.100 đấy. Tức là cái giải tốc của nó rất là dài, từ 1.100 đến tận 3.400. Đấy, và 3.400 là một cái tốc rất là nhanh của máy chuyên vít rồi. Đấy, cái bên này thì nó là về tính năng. Tính năng thì nó có tính năng A. A là tính năng gì thì em chưa biết, mặc dù em test rất nhiều lần rồi. Đấy, cái B thì nó là tự dừng trên sắt mỏng, thì một lát chúng ta sẽ test. Đấy, nhưng mà nói chung là thỉnh thoảng gặp mấy con hâm âm lên, nó tự dừng của nó gần như là 10 trên 10 luôn ấy, rất là cao. Đấy, thế còn cái con này ấy, nó là bản cải tiến. Cái hộp của nó sẽ ghi là Drama 175. Đấy, còn hai dòng này em gọi là 173 Plus. Thì 175 thì em chỉ làm màu xanh thôi. Tức là con này thì thân nó sẽ to hơn này. Đấy, mọi người nhìn này. Thân con 175 này, thân 173 này. Giá không đổi, đều là 550. Nhưng mà thân nó to hơn và nó có một cái tính năng chuẩn hơn. Đó là tính năng số A này. Đấy, tức là cái tính năng mồi gỗ. Thì một lát chúng ta sẽ test nhé. Đấy, thì giá thân hiện tại nó là 550.000, chưa có pin sạc. Và các thân này đều tặng cho anh em vỉ 7 cái mũi vít hàng Enzo, hàng chất lượng. Đấy, để cho anh em sử dụng. Những con này thì chưa có pin sạc và chân pin phổ thông. Tốt nhất những con này là em khuyến khích anh em sử dụng pin 5 cell hoặc tối đa là 10 cell thôi. Tại vì cầm cho nó rất là nhẹ. Cái này mọi người phải để ý cân nặng nhé. Những anh em nào test nhiều mới biết. Đây, ví dụ như là một con này. Đấy, thân máy và một quả pin thì nó sẽ loanh quanh tầm khoảng 1 cân, cân 2 thôi. Nhưng nếu anh chị ghép cùng với cả pin 15 cell ấy, à pin 10 cell ấy, thì nó đã nặng hơn trông thấy rồi. Đây, thì nó rơi tầm khoảng cân rưỡi. Còn 15 cell thì khoảng cân 7, cân 8 ấy. Đấy, cầm là có nặng hơn là rõ đấy ấy. Thì 5 cell là đủ để bắn vít, bắn tôn rồi. Đấy, ví dụ như quả này bắn được 600 vít tôn cơ mà. Đấy, thì giả sử với thân máy này nó bắn được 500 vít cũng là rất thoải mái rồi. Đấy, thì pin pin nhang này thì là 270.000 nhá. Là quả 5 cell 2A. Thế còn một quả khác là 2,5A. Con này là lõi EVE xeo đóng của bên em thì giá là 350. Thì mọi người cứ cộng vào thôi. Đấy, ví dụ 550 này cộng với 350 này thì ra khoảng 900, là một máy một pin. Đấy, hai màu thì là tương tự nhau. Đấy, con 175 to hơn cũng tương tự nhau. Đấy, thì
bị in, mọi người ghép vào và ra combo thôi. Đấy, thế còn về test nhá, đây test cho anh em này. Con này thì nó cũng có những cái gọi là màu mè như là 173 của Nhật. Đó là cái tua của nó khởi động rất là thấp để cho anh em làm vít nhựa. Đây, ví dụ anh em để hẳn số 5 đi. Đấy. Đây, làm vít nhựa như này. Đấy, nó vẫn làm được. Thế còn nếu mà làm chuyên hẳn thì anh em phải dùng những con như này. Đấy, con nhỏ như này và nó có các cái cấp như này để mình điều chỉnh. Đấy, ví dụ như là nhựa thì làm cấp 1 thôi chẳng hạn. Đấy, thì được cái là cái khởi động của nó thấp cho nên nó làm được. Đấy, dừng này. Dừng này. Đấy. Đấy, ví dụ 5 con này thì có một con là không dừng thôi. Đấy. Đấy, nói chung là được 7 con này thì có một con này là không dừng thôi. Thế là được rồi. Thế còn đây là test cái dòng 175 nhá. Dòng 175 là cái dòng mà em nói là nó có mồi gỗ ấy. Đây. Đấy, giờ hàng mấy trăm nghìn nó cũng có tính năng, đúng phục mấy thằng tàu thật thôi. Đây, cái tính năng này là tính năng mồi gỗ này. Trên con 173 thì tính năng A này thì nó chưa hoàn chỉnh lắm. Đấy, nó không hẳn là mồi. Nhưng mà trên con này thì nó là mồi. Đây. Đấy, nó vào chậm này. Bóp hết cò nó vẫn vào chậm này. Đấy. Nó cũng vào chậm này. Đấy. Để nó định tâm. Đấy, thì con này em thấy là nó to xác hơn này. Cầm nó nặng hơn một xíu, đấy là cái nhược điểm. Nhưng mà cái ưu điểm là nó lại có tính năng mồi gỗ. Mà tính năng này thì trên những cái con mà 600, 700, 800 nó mới có ấy, thì con này là có rồi. Đấy, thế còn tính năng này nhá, đó là tự dừng săn mọc. Thì lại test tiếp này. Đấy, như con xanh kia là được 5, 6/7. Con này này. Đấy, nó dừng này. Đấy. Đấy, còn con hâm hâm này nó lại dừng suốt đây. Đấy, con này gần như là dừng suốt. Đấy, thì câu chuyện nó là đầu tư thôi. Thế còn rõ ràng là tính năng là độ bền, độ ổn định của nó làm sao mà bằng những con này thôi. Đấy, con này thì anh em bỏ ra 4 củ đồng rồi đúng không? Anh em rơi một cái về là tối không muốn ăn cơm luôn, mất cái là mặt xị luôn. Đấy, thì câu chuyện tùy thôi. Mỗi người có một cái phân khúc, có một cái nhu cầu khác nhau. Nó không có đúng, không có sai mọi người nhá. Đấy, hàng thì nó có thế nào em nói thế luôn. Chương trình, đấy, ví dụ như mua kèm pin bình năng, 2 pin thì sẽ được tặng sạc. Còn mua lẻ pin thì cứ cộng lẻ vào giúp em thôi. Đấy, cảm ơn mọi người đã theo dõi video.